cho tôi niềm tin. Mặc dù đời này đã cướp tia hy vọng, tôi đây kêu là giày vò trong trước. Trời ngày dẫn dắt ban ơn cho mọi tiết mục ở trong chương trình, đem đến sự vui vẻ, sự phước lành của Ngài ban hạnh phúc ở trên các cháu. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con sẽ đi rước dâu trong thời giờ này về nhà thờ để cử hành lễ, và cũng sẽ có chương trình đại tiệc. Tất cả mọi sự xin Ngài cho mọi sự sắp xếp rất vui vẻ, bình an và phước lành. Con cảm ơn Chúa. Con dâng bước đường của chúng con ở trong tay Chúa và cầu nguyện. What can I do?
Chúa cảm ơn Chúa vì Ngài cũng đã ban ơn cho hai cháu
ân điển và lệ an, đã yêu thương nhau, đã được sự chấp thuận của gia đình, của hội thánh. Và sáng hôm nay chúng con gặp nhau tại đây có lễ rước dâu. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài ở cùng người hướng dẫn chương trình, được ơn của Chúa để hướng dẫn chương trình một cách tốt đẹp. Chúa ban ơn cho mục sư chủ lễ, được ơn của Chúa để điều khiển chương trình lễ. Chúa ban ơn cho hết thảy mọi chúng con khi nói chuyện, trao đổi với nhau, tất cả mọi sự được diễn ra trong thánh ý tốt lành của Ngài. Và Ngài cũng đưa dẫn chúng con đến tại thánh đường để chúng con có lễ thành hôn ở tại đó. Xin Chúa ban phước vào Ngài dẫn dắt chúng con để chúng con thấy sự phước hành, sự nhân từ, sự thương xót của Chúa theo dõi chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng sự vinh hiển thuộc về Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Là sáng hôm nay chúng tôi là những người ở nhà trai cùng với nội và với ngoại, chúng ta sẽ đến đây và trình lễ để chúng ta rước dâu về nhà thờ làm lễ. Cho nên là ở trong cái lễ rước dâu buổi sáng hôm nay thì chúng tôi cũng có sáu quả, mời vợ chồng chú Sáu, chú Sáu sẽ đứng lên dỡ quả và chúng ta trình những cái quả cho họ và gái. Xin mời họ và gái lên chúng tôi nào. Rồi đầu tiên đây là cái quả kim tiền, chú Sáu với chú Sáu sẽ giới thiệu cái này. Dạ đây là cái quả mà vàng vàng và tiền để mà gửi cho cô dâu trong ngày cưới. Và đây là quả bánh. Một quả nước, một quả bánh phu thê, một quả trà, đây là gồm và một quả trái cây. Ở trong cái quả kim tiền đó thì không biết là bao nhiêu, nhưng mà nó là nó không rõ ràng, chứ để cho anh kia họ nhận cho nó vui. Dạ, trong cái quả này gồm có một cái vòng đeo cổ và một chiếc lắc và một cái chiếc nhẫn, và trong đây số tiền là 5 triệu. Vâng, về vấn đề mà trình lễ thì tên họ nhà trai đã trình lễ xong. Có lẽ là đại diện nhà gái sẽ đứng ra để nhận quả. Xin mời một vị đại diện của họ nhà gái sẽ đứng ra để nhận quả. Dạ, kính thưa con viên này họ, tôi xin phép đại diện cho nhà gái phát biểu được ý kiến. Trước tiên nhà gái chúng tôi xin chân thành họ nhà trai đã đem sinh lễ rước dâu đến họ nhà gái chúng tôi. Tôi xin đại diện họ nhà gái xin nhận sinh lễ cho nhà trai của cháu tôi về làm dâu. Hai bên đã đồng ý với nhau kẻ trao người nhận. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng đó là cô Ông Thị Bạch Lan sẽ dẫn cô dâu ra để trình diện với hai họ. Thưa hai họ, thật ra vợ của ông Thị Mỹ Lan
là người Quảng Nam, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã cho vào trong Bình Thuận này để sinh sống và có con cái là cơ nghiệp mà Chúa ban cho và đến lập gia đình ở trong Chúa, thì chúng tôi nhân lời tạ ơn Chúa và rất là vui mừng. Và nhà gái thì thực ra là quê Quảng Nam rất là nhiều, nội cũng ở Quảng Nam và ngoại cũng ở Quảng Nam, cho nên giờ này tôi sẽ giới thiệu để cho bên họ nhà trai biết, là vì rất là xa cho nên mình chỉ biết thôi, chứ còn thực ra có cơ hội mình mới gặp nhau được. Và để tiện cho cái việc là giới thiệu, và tôi xin là giới thiệu ai trong họ nhà gái thì chúng ta sẽ đứng lên và có thể là trao quà luôn để cho mình rút các thời gian, chứ không thể là xong rồi trao quà. Và trước hết thì nhân vật chính ở trong cái chương trình này đó là má của cô dâu, thì bên họ nhà trai đã biết rồi, xin má cô dâu sẽ đứng lên và trao quà cho cô gái. Dâng cho cha tương lai chúng mình, Ngài sẽ nắm giữ ta luôn tháng ngày, và cứ vững bước đi trong lối Ngài, đời sống sẽ luôn an lành. Nguyện cha đặt để trong con tình yêu, tình yêu lớn lao như cha đã yêu, để con được trọn vẹn yêu thương và luôn sẽ chia. Giờ đây con xin dâng cha dấu yêu tất cả ước mơ trong xin, con. Quý vị trong hội nhà gái chúng ta ai có quà thì chúng ta cũng chuẩn bị để chúng ta nhân trang và chúng ta giới thiệu là chúng ta trao liền để cho thời gian nó rút gọn chứ. Tình yêu chẳng khi tàn phai, dù cho mai đây tương lai thế nào, gặp lúc khốn khó hay bao cảnh đời, gặp lúc bối rối em nghe tiếng gọi là lúc anh gần bên, chỉ dâng cho cha tương lai chúng mình, sẽ nắm giữ ta luôn tháng ngày và cứ vững bước đi. Xin mời anh chị Hai Tâm, con của bác Bảy. Anh bố luận chuẩn bị. Anh bố luôn. Tiếp theo là chị Úc Anh. Cảm ơn Chúa là em An vô đây thì cũng có bố đỡ đầu của em An, tức là ông bà Hương Nhi. Xin đứng lên để cho họ nhà trai biết là bố đỡ đầu. Tình yêu lớn lao như cha đã yêu, con được trọn vẹn yêu thương. Và một người nữa tức là ông bà Sư của cô Mỹ Lan. Xin giới thiệu ông bà Sư. Tất cả ước mơ trong con khát khao. Thánh Tân Minh thì tôi cũng xin giới thiệu luôn nhân vật chính, đó là ông bà Hồ Sư Quảng Nghiệm. Xin mời các bà Hồ Sư Quảng Nghiệm của thầy. Dạ. Đó là bên nội của Châu An, còn bên ngoại là xin giới thiệu bà ngoại Hưng. Bà ngoại Hưng có đây không ạ? Mai đây tương lai thế nào, lúc khôn khó hay bao cảnh đời. Bây An á thì có bà ngoại rất là lớn tuổi, năm 1990 rồi cũng không đi ngoài đây được. Bà cũng có gửi quà để chúc mừng nhau. Tiếp theo là gì bố? Luôn tháng ngày và cứ vững bước đi trong lối Ngài, đời sống sẽ còn là gì. Nam của người dâu rất là đau, gì rất là đau. Gì dường bãi khi mà gì dường bãi vì má của bé An là thứ sáu. Tiếp theo là gì dường bãi, đây là gì bãi, đó là gì dường bãi. Hãy
À, tiếp theo đây là cầu 18, đây là cầu của Lê An. Bên ngoài thêm ngàn muôn hoa cùng khoe sắc thắm, với tiếng ta rộn ràng ngàn chim vui hoa ca. Với trái tim nồng nàn lời yêu thương, về đây ta hát hát khúc ca dịu dàng để tình yêu tất phục về nhau. Môi cứ hạnh phúc đắm say tình yêu. Ở đây cũng có một câu vợ chồng của Diền cũ ở tại đây cũng là luôn ở đây giới thiệu thôi, đó là những người gọi là tập trang. Và bây giờ là đến anh chị giới thiệu là chị hai, anh chị hai của con của vợ ba sẽ có ngoại, có chị Lệ ở tại Đắk Lắk cũng có đến dự đám cưới và có ngoại cho. Thưa ông bà sư Nguyễn Văn Ngọc, thưa họ nhà trai, họ nhà gái, sáng hôm nay thì chúng ta rất vui, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa ban cho chúng ta có cơ hội hết sức là đặc biệt này. Tôi biết gia đình của cô Lan, gia đình của anh chị Thu Hiếu ở đây thì đã quen thân từ khá lâu, nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn cái tình su gia, tôi nghĩ đây là cái điều rất là quý ở trong Chúa. Cho nên trong cái thời giờ mà rước dâu đó thì tôi không có giải, cũng không có gọi là chia sẻ, mà lát nữa cái phần đó thuộc về một sư chủ lễ ở tại thờ Kinh Lành Phúc Âm 1. Nhưng mà ở đây thì tôi có câu Kinh Thánh để gửi tặng đặc biệt cho cô dâu trong cái lễ rước dâu này. Thì tôi xin đọc câu Kinh Thánh ở trong sách Châm Ngôn đoạn 19 câu thứ 14. Tôi xin đọc ở đây để gửi tặng cho đặc biệt là cho cô dâu. Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Cho nên Lệ An lưu ý, để trở nên một người vợ khôn ngoan thì biết là chỉ có Chúa mới ban cho mình, chứ không phải chạy vào cái khả năng, chạy vào cái sự hiểu biết của mình, chắc chắn nó sẽ không thành công. Và ở trong Chúa thì để trở nên một người vợ khôn ngoan là phải kính sợ Chúa, để trở nên một người dâu khôn ngoan là phải yêu mến Chúa. Cho nên trong cái chặng đường sắp tới của anh Biển Lệ An đó, như mục sư cũng đã cầu nguyện đó, chắc chắn sẽ đầy niềm vui, nhưng mà cũng sẽ có rất nhiều thách thức để được hạnh phúc, để hưởng được ơn phước Chúa ban, thì cả hai vợ chồng phải kính sợ Chúa. Lát nữa thì mục sư sẽ giảng, sẽ đề cập rõ hơn, nhưng mà ở đây mục sư nhắc lại An như thế. Cho nên là phải kính sợ Chúa, cái gì mà tốt đẹp thì giữ, cái gì mà chưa thì mình phải khắc phục. Bởi vì nhà mình thì cái tính của mình sao đó thì mẹ mình đó cũng dễ chịu, còn khi mình làm dâu thì phải tìm hiểu bên nhà chồng của mình để mình có thể thích hợp. Đương nhiên là cái này nó cả một quá trình, và người chồng phải giúp đỡ nữa, cho nên phải lưu ý. Cho nên tôi nhắc nhở khích lệ cô dâu như vậy để gia đình của An Điển và Lệ An hạnh phúc, thì đương nhiên trách nhiệm của người vợ cũng rất là quan trọng. Xin Chúa ban phước cho gia đình mới của An Điển và Lệ An ha. Tôi sáng nay tôi được đặc biệt lắm, bởi vì cái tên An mà nó trùng nữa là càng quý. Tôi là một sư Lưu Thường An và có cô dâu tên An, tôi thấy trùng cũng khó trùng lắm, mà bữa nay là trùng, cho nên tôi thấy là cũng rất là đặc biệt, tôi cũng vui, phải không ạ? Bây giờ xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta nhờ bây giờ để cầu nguyện. Lạy Chúa, kính yêu của chúng con tin cậy nơi Ngài. Chúng con biết Chúa là đấng yêu thương chúng con. Ngài chẳng những cho chúng con có mặt ở trên trần gian này, nhưng Chúa cũng đã ban sự cứu rỗi cho chúng con qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cảm ơn Chúa, từng hồi từng lúc trong đời sống của chúng con kinh nghiệm được sự chăm sóc,
gìn giữ hướng dẫn của Chúa. Cảm ơn Chúa trong những người biết Chúa, tin Chúa, yêu mến Ngài, có gia đình của anh chị Thu Hiếu, gia đình của cô Lan ở đây. Chúa cho trong những năm tháng theo Chúa, dầu trải qua những thăng trầm, nhưng Chúa cũng đã ban cho họ có niềm vui, có cơ nghiệp là con cái. Và Chúa đã cho con cái của họ lớn lên và hôm nay được trưởng thành trong sự hướng dẫn của Chúa, lo liệu của Ngài. Thì Ân Điển và Lễ An đã tìm gặp nhau, yêu thương nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. Sáng hôm nay Chúa đã đưa đường cho nhà trai đến đây trong sự bình an. Chúng con đã có những nghi thức cổ truyền để chúng con cùng đồng ý với nhau. Người rước, người đưa sẽ đến nhà thờ phúc âm để có lễ hôn phối ở tại đó một cách trang trọng. Con cầu nguyện với Chúa để Chúa ban ơn cho hành trình chúng con đi từ đây đến đó trong sự bình an. Chúa ở với tất cả chúng con mỗi người một. Chúa bổ sức khỏe lại cho chúng con, đặc biệt là Chúa ban ơn cho Ân Điển và Lễ An. Để rồi họ đã yêu mến Chúa, xây dựng gia đình ở trong Chúa thì tiếp tục bước đi với đời sống kính mến Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những người hết lòng tìm kiếm Chúa. Và dù có những khó khăn, dù có những nghịch cảnh, chúng con có Chúa thì chắc chắn chúng con sẽ được sự hướng dẫn và Chúa sẽ thêm sức để chúng con vượt qua. Gia đình mới nào kính sợ Chúa thì gia đình đó sẽ được sự hướng dẫn ban cho từ nơi Chúa, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với họ. Xin Chúa dạy dỗ để Ân Điển và Lễ An biết phải làm gì, biết phải ứng xử như thế nào giữa hai bên gia đình, để qua đó chúng con thấy tình thương được lan tỏa và niềm vui của gia đình Ân Điển Lễ An cũng là niềm vui của mỗi gia đình chúng con, niềm vui của hội thánh. Xin Chúa ban phước cho họ để mỗi ngày chúng con bước đi với Chúa, chúng con thấy ơn lành của Chúa trên đất người sống và chúng con tiếp tục bày tỏ danh của Chúa cho những người chưa biết đến Ngài, để hết thảy chúng con cùng vui mừng vì chúng con thấy được ơn của Chúa cho chúng con. Con cảm ơn Ngài. Một lần nữa, con cúi đầu và cả lòng mình xuống biết ơn Chúa vì sự hướng dẫn sắp xếp lo liệu của Chúa hết sức là tốt đẹp. Xin Chúa tiếp tục ở với chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ cầu nguyện chung và hát Hallelujah. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, Thánh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được lên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội cùng chúng con. Xin cho để chúng con được cám dỗ, cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì đức quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Hallelujah, kinh thánh Giêsu. Hallelujah, amen. Hallelujah, kinh thánh Giêsu. Giờ đây chúng tôi hoài. Cảm ơn quý vị, mời chúng ta ngồi uống nước để chúng ta chuẩn bị sắp xếp để chúng ta sẽ rước dâu về. Chào dâng nghênh hết, nghe trong con tim rộn vang, chẳng nói thành lời. Cảm xúc thật tuyệt vời phút giây này. Tay trong tay nhau niềm vui như thế, hai con tim ta hòa chung tiếng Hallelujah. Nếu đó là nhiệm màu ước cho tình yêu đang sống. Chúa đã chọn quá nhanh, nguyện cùng anh hãy cùng anh bước chân. Dẫu sẽ gặp nhiều thật nhiều trong đời, hãy hứa trong đời chẳng hề chia hai. Ước muốn nguyện thề tình yêu mãi mãi. Bao nhiêu thương trao ra ngây ngất, nghe trong con tim rộn vang, chẳng nói thành lời. Tay
trong tay nhau niềm vui như thế. Hai con tim ta hòa chung tiếng hát là nguồn cầu. Nếu đó là nhiệm màu ước cho tình yêu đậm sâu. Chúa đã chọn người này dành cho anh mãi mãi trọn đời chẳng hề ly thân. Sao mất tương đời thời gian quá nhanh, nguyện cùng anh hãy cùng anh bước chân. Dẫu sẽ gặp nhiều thật nhiều trong gai, hãy hứa trọn đời chẳng hề chia hai. Ước muốn nguyện thề tình yêu mãi mãi. Cũng sẽ qua khi anh và em nguyện không cách xa, mình cùng bước chung con đường sẽ bên nhau mãi mãi. Chúa đã chọn người này dành cho anh mãi mãi trong đời chẳng hề ly thân. Dẫu bước đường đời thời gian quá nhanh, nguyện cùng anh hãy cùng anh bước chân. Trong gai hãy hứa trọn đời chẳng hề chia hai. Ước muốn nguyện thề tình yêu mãi mãi. Chúa đã chọn người này dành cho anh mãi mãi trọn đời chẳng hề ly thân. Dẫu bước đường đời thời gian quá nhanh, nguyện cùng anh hãy cùng anh bước chân. Nhớ trong gai hãy hứa trọn đời chẳng nghe chia hai. Ước muốn nguyện thề tình yêu mãi mãi. Chúa đã chọn người này dành cho anh, chọn người cho anh chẳng hề thân. Nguyện thề mãi mãi. Vừa về em nghe
Con xin Đức Chúa Trời ban phước cho lễ thành hôn buổi sáng nay, ban cho hai họ và hội thánh chúng con, hầu cho mọi người chúng con ai nấy làm theo lời của Chúa, kính trọng sự hôn nhân như lời Chúa dạy, hầu cho hội thánh của Ngài mỗi ngày được phước hạnh, mỗi gia đình tôi con của Chúa được ơn của Ngài, và chúng con qua ơn đó cũng rao báo tin lành của Chúa cho thân hữu chúng con trước ngày Chúa chúng con từ trời trở lại. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Buổi sáng nay trong giờ lễ này, ông chấp sự Nguyễn Bình Hậu hướng dẫn chương trình. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi tiết mục chương trình từ giờ chúng con khởi sự cho đến giờ chúng con ra về. Ai nấy mỗi người chúng được tỏ lòng phước hạnh công ơn của Chúa. Đại ban ơn cho con trong khi có lời của Chúa cho đôi bạn. Đời tên Chúa một sư lưu thuận an, quản niệm đàn gái cũng có lời, cũng có nghi thức phung phối cho hai cháu. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện Chúa ban ơn cho tất cả các tôi con của Chúa dự phần trong chương trình lễ sáng nay, từ người hát, người đàn, người giữ trật tự và tất cả anh em chúng con, những người dự phần trong chương trình, người Chúa ban phước cho để họ hoàn thành được nhiệm vụ Chúa giao, cầu cho hội thánh của Ngài tích lệ được phước hạnh. Con cảm tạ ơn Chúa, nhất là tôi bạn trong giờ này. Tôi xin Chúa dọn lòng họ để họ nghe lời của Chúa, để họ chứng điều mà Chúa chứng minh cho họ, làm chứng cho họ trong hôn nhân của họ trong giờ trọng thể sau này, hầu cho cuộc đời của họ, gia đình của họ sau này là một tế bào mạnh mẽ của thánh của Chúa. Con cái của họ sẽ như là những chỗ olive, gia đình của họ như là những cây nho thạnh mậu, để phước hạnh của Ngài tràn ra. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Ngài cũng trói buộc lực của tối tâm để chúng con được tự do mở về trong khi chúng con có kỳ giờ lễ này. Con tạ ơn Chúa. Dâng mọi sự trong tay Chúa, thành kính cảm tạ và cầu nguyện dâng danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa mỗi lần có một cái lễ thành hôn của con cái Chúa trong nhà thờ, thì chẳng những là đôi bạn vui vẻ, hai gia đình vui, nhưng mà hội thánh cũng rất là vui. Cho nên buổi sáng nay tôi cũng thay cho hội thánh chúc mừng cho đôi bạn, chúc mừng hai họ. Và có thể mọi người chúng ta tranh nghiệm đến đây chúng ta dự lễ mà thôi, nhưng mà cũng cầu nguyện cho đôi bạn này sau giờ hành lễ, gia đình mới của họ là một tế bào mạnh mẽ trong hội thánh, góp phần mở mang vương quốc của Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta được trời trở lại. Ngày xưa thì Việt Nam chúng ta thì có thể nói rằng ảnh hưởng truyền thống, nhưng mà ngày nay khi mà vấn đề phong trào nhà nước mở cửa thì cái xấu, cái tốt nó vào, cái xấu nó cũng tràn vào. Ngày nay nhiều vấn đề về vấn đề hôn nhân, gia đình bị coi thường, thậm chí ngày nay cái đồng tính luyến ái cũng được khuyến khích. Cho nên vì cái đó mà chúng ta đặt tôi con của Chúa, chẳng những chúng ta cầu nguyện, chúng ta sống, nhưng mà chúng ta cũng hướng dẫn, dạy dỗ đàn em, đàn cháu của chúng ta để hội thánh của Chúa càng ngày có thể mở mang và có thể trình bày lời của Chúa, hướng dẫn lời của Chúa để
thánh của Ngài làm tròn được cái phận sự mà Chúa giao cho chúng ta. Nước Mỹ là một cái nước mà người ta thống kê là cứ 10 cặp hôn nhân mà lập gia đình với nhau thì có hai, có thể là 5 gia đình là đem đến tòa để mà ly dị. 50-50 thôi. Nhưng mà theo cái thống kê của Đại học Harvard là một trong những đại học lớn của Hoa Kỳ thì họ đã khảo sát là 2030 trường hợp mà được khảo sát thì chỉ có 2 trường hợp là người Cơ Đốc ly dị mà thôi. Do vậy thì lời của Chúa chẳng những cho đôi bạn nhưng mà cũng cho mỗi chúng ta, cho chính tôi là những người lập gia đình, chúng ta cũng phải làm theo lời của Chúa, không phải là trong lễ thành hôn mà thôi, nhưng mà suốt cuộc đời của chúng ta, để chẳng những là gia đình của mình được hạnh phúc, hậu tự của mình thấy được cái phước hạnh mà Chúa ban cho, nhưng mà qua đó hội thánh của Chúa có thể làm chứng cho những người xung quanh để họ biết đạo của Chúa là thế nào, để nhiều người tin Chúa như chúng ta. Tôi xin đọc lời Chúa trong Thánh Thế Ký đoạn 2 câu 18 đến câu 25. Sáng Thế Ký đoạn 2. Trong đoạn kính mời cô dâu chú rể hai họ vào thánh cùng đứng lên. Tôi sẽ đọc lời Chúa. Rêu ba đi chúa đời thắng rằng loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Rêu ba đi chúa đời lấy đất nắng lên các thú đồng và các loài chim trời. Rồi dẫn đến trước mặt Adam, đặng tử xem người, đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Sư ban chúa trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Rêu ba đức chúa trời dùng xương sườn ở lấy ra Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì đó do nên người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ cả hai được tròn trùa mà chẳng khổ. Xin mời hai họ. Chúng ta có kinh thánh để đọc, để học. Chúng ta có thánh ca để tôn vinh Chúa. Chúng ta có đời sống theo Chúa, được nên thánh, vân vân. Cho nên hôn lễ chúng ta cũng phải là hôn lễ thánh. Cho nên việc đó đây lời của Chúa dạy chúng ta. Một hôn lễ như vậy thì phải có 5 cái yếu tố. Thứ nhất là hai bạn phải là người tin Chúa. Được làm lễ trong nhà thờ đó, hai bạn phải là người tin Chúa. Thứ hai là phải chịu lễ báp têm. Thứ ba phải là hôn nhân lần đầu tiên, bất cứ là bạn nào phải là đồng đầu tiên. Thứ tư là phải có giấy đăng ký kết hôn của ủy ban nhân dân xã phường hay là sở tỉnh v.v. tùy theo cái đối tượng. Và thứ năm là hai bạn phải giữ sự thánh khiết từ cái lễ đính hôn cho đến lễ thành hôn. Đây là 5 yếu tố. Thật sự hội thánh của Chúa cũng phải là khó khăn, nhưng mà đây là cái điều kiện đã có và đủ để một hôn nhân mà được Đức Chúa Trời thiết lập ban phước thì phải như vậy. Cho nên chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà người ta xem thường hôn nhân. Thậm chí là ngày nay có những con em, khi mà chúng ta đọc ở trên báo, trên mạng, chúng ta thấy họ sống thử đi vào thành phố kia đi học, đi làm, họ sống thử với nhau. Cho nên đây là điều mà tối kỵ đối với lời của Chúa. Nên lời của Chúa dạy hôn nhân mà được Chúa thiết lập phải là hôn nhân hội đủ 5 cái điều kiện như chúng ta đã thấy. Cái nguyên tắc mà Chúa thiết lập hôn nhân thì trong Thánh Ký đoạn 2 câu 24 chúng ta vừa nghe. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, cả hai sẽ nên một thịt. Đối với người ngoại, họ khi đọc cái câu này họ lầm. Họ nghĩ rằng khi mà lập gia đình lìa là lìa bỏ cha mẹ. Không phải như vậy. Lìa đây tức là khi lập gia đình, người chồng, người vợ ở với gia đình bên nào đó cũng được một thời gian để cho nó tình nghĩa. Nhưng mà sau này muốn cho gia đình hạnh phúc thì gia đình đó phải ở riêng. Cha mẹ cũng nên là cha con ở riêng,
để cho họ thực hiện được nghĩa vụ làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ. Liền họ có một cái gia đình hạnh phúc, và khi họ có một gia đình hạnh phúc rồi, họ mới phục vụ lại, họ mới phụng dưỡng lại cha mẹ hai bên để cho nó được phước hạnh. Khi tôi dám về để hôn nhân nó lại thì hòa. Chúng ta chẳng như là đôi bạn nhưng ngồi đây, nhưng mà cho chúng tôi, cho mỗi chúng ta biết rằng hôn nhân của chúng ta là do Chúa thiết lập. Chúng ta phải nhớ điều đó để cảm tạ Chúa, và chúng ta phải làm theo phục sự Chúa để gia đình chúng ta là một gia đình phước hạnh. Cái điều cần nhớ thứ hai là Đức Chúa Trời làm chứng cho hôn nhân của chúng ta. Ma-la-ki đoạn 2 câu 14. Các ngươi lại nói rằng vì sao? Ấy là vì Đức Giê-hô-va làm chứng giữa ngươi và vợ ngươi lấy lúc cổ đẻ. Thật sự ra thì bất cứ đám cưới nào ở trong nhà thờ đều phải có giấy đăng ký kết hôn. Trong Ma-la-ki đoạn 2 câu 15, bả hơi sống Đức Chúa Trời giàu có duyên nhập chỉ là nên một người mà thôi, nhưng vì sao chỉ là nên một người? Ấy là vì tìm một dòng của thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, nhớ lại cái thỉnh dối với vợ mình lấy lúc cổ đẻ. Chúa bảo vậy. Thật sự ra là nhiều cái cha mẹ thương con, trong thương con thương ai bây giờ, cho nên có nhiều ông cha bà mẹ thấy đứa con của mình hoặc là con gái hoặc con trai mà bị không hoặc bị vợ, là nói chung là cái cuộc sống cũng không có tốt đẹp, mà do cái nhìn của cha hay mẹ bên này bên kia, nó không mày bỏ cái con đi, ta cứ vợ khác cho mày, anh mày bỏ thằng này thằng gã đứa khác. Nhưng mà thật sự ra đây là điều không đẹp lòng Chúa. Chúa dạy, Chúa bảo vệ hôn nhân của chúng ta, cho nên vì cái đó mà khi hôn nhân chúng ta có những vấn đề thì chúng ta đến với Chúa, bởi vì Chúa là đấng thiết lập, Chúa là đấng làm chứng, Ngài cũng sẽ đấng bảo vệ cho chúng ta. Ngài là đấng làm chứng cho hôn nhân, Ngài là đấng bảo vệ hôn nhân của chúng ta, cho nên vì đó khi có lúc mà cơn không lành canh không ngọt, chúng ta phải đến với Chúa Trời để Ngài thiết lập, để Ngài sửa cho chúng ta, hầu cho hôn nhân chúng ta là một hôn nhân phước hạnh. Thật sự này thấy một thánh của Chúa được tồn tại như thế này, được mở mang, được phát triển là bởi bàn tay của Chúa. Chúa săn sóc chúng ta, Chúa nâng đỡ chúng ta. Ngài là đấng canh chiên, Ngài dẫn đến mấy nước bình định, đồng cỏ xanh tươi để hội thánh của Chúa càng ngày càng phát triển. Nếu chúng ta nhờ Chúa, chúng ta đã có bốn điều rồi. Đức Giê-hô-va là gì? Thiết lập. Chúa là. Thứ hai là Chúa làm chứng. Thứ ba là Chúa bảo vệ. Thứ tư là Chúa ban phước. Và thứ năm là cái bí quyết nào để chúng ta nhận được bốn điều này? Đó là bí quyết. Có người hỏi một sự bí quyết này và nhớ được năm cái điều. Có thể là trong những ngày lễ này có nhiều bận rộn không nhớ được, nhưng mà về nhà cũng dễ nhớ thôi. Chúa là đấng thiết lập hôn nhân cho chúng ta, Chúa là đấng làm chứng cho hôn nhân chúng ta, Chúa là đấng bảo vệ hôn nhân chúng ta, Chúa là đấng ban phước cho chúng ta. Và lời thứ năm là cái bí quyết mà chúng ta nhận được cái phước là kính sợ Đấng Christ và bảo hôn nhân. Thế nên người Chúa ban phước cho để hôn nhân của hai bạn là hôn nhân phước hạnh. Và mỗi chúng ta là con của Chúa cũng cầu nguyện cho gia đình mới này để họ luôn luôn nhớ năm điều này, để gia đình của họ là một gia đình phước hạnh như chúng ta làm ở đây. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì khi chúng ta dùng lễ thành hôn thì chẳng những cô dâu và chú rể nghe được lời Chúa, nhưng tất cả chúng ta cũng được nghe lời Chúa và mong ước rằng là Chúa sẽ được áp dụng vào trong đời sống của mỗi chúng ta, đặc biệt là cô dâu và chú rể, để gia đình được hạnh phúc. Mời cô dâu chú rể đến đây. Kính thưa Hội Thánh và hai họ, chúng ta nhóm lại đây trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời Ba Ngôi để kết hợp cậu Nguyễn An Điển và cô Đỗ Thị Lệ An trong sự thánh khiết của hôn lễ. Vợ chồng là sự kết hợp cao quý của đấng tạo hóa để dạy chúng ta về sự liên hiệp màu nhiệm giữa đấng Christ và Hội Thánh Ngài. Vì vậy, hôn nhân là giao ước trọn đời giữa hai vợ chồng. Họ cam kết trước sự hiện diện của Chúa và Hội Thánh sẽ trọn đời yêu nhau và sống nghĩa chung đúng theo lời Chúa đã dạy.
với sự đồng ý của cha mẹ đôi bên, do sự cho phép của quản nhiệm và ban trị sự hội thánh. Hôn lễ của cậu Nguyễn Anh Điển và cô Đỗ Thị Lệ An được cử hành trong giờ này. Về mặt pháp lý, cậu cô đã có giấy chứng nhận kết hôn số 16 do Ủy ban nhân xã Tân Phúc ký ngày 18 tháng 4 năm 2018. Người ký là Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Trung. Với tư cách là mục sư, tôi cử hành hôn lễ cho cậu cô theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Xin mời chủ hôn nhận ra đến đây. Tôi xin giới thiệu ông bà Nguyễn Văn Hiếu Nghĩa là cha mẹ của cậu Nguyễn Anh Điển đã bằng lòng cưới cô Đỗ Thị Lệ An cho con trai của mình. Tôi xin giới thiệu đây là bà Ung Thị Bích Lan là mẹ của cô Đỗ Thị Lệ An đã đồng ý gả con gái của mình cho cậu Nguyễn Anh Điển. Mời cha mẹ ở bên ngồi xuống. Bây giờ mục sư sẽ hỏi chú đệ. Cậu Nguyễn Anh Điển, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và trước Hội Thánh, cùng hai họ đang chứng kiến, có phải cậu quyết định vui nhận cô Đỗ Thị Lệ An làm vợ để đôi bản theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà ăn ở trọn tình nghĩa vợ chồng rất thánh khiết chứ? Có phải cậu hứa rằng dù gặp cảnh thuận hay nghịch, giàu hay nghèo, lành mạnh hay đau yếu, cậu vẫn yêu thương vợ sắc son, an ủi và săn sóc cô, tránh xa mọi cám dỗ có thể xảy đến, ăn ở trọn tình vẹn nghĩa với cô cho đến trọn đời cha. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp cậu giữ vẹn những lời hứa của mình. Bây giờ hỏi cô dâu, cô Đỗ Thị Lệ An, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và trước Hội Thánh cùng hai họ đang chứng kiến, có phải cô quyết định vui nhận cậu Nguyễn Anh Điển làm chồng của mình chăng? Có phải cô hứa rằng sẽ vâng theo mạng lệnh của Chúa để có đời sống gia đình cách thánh khiết, cho dù gặp cảnh thuận hay nghịch, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, cô vẫn một lòng yêu mến cậu Nguyễn Anh Điển, vui vẻ làm người an ủi, giúp đỡ, săn sóc chồng mình và một lòng ăn ở trọn tình vẹn nghĩa với cậu cho đến trọn đời cha. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp cô giữ vẹn những lời hứa nguyện này. Để xác nhận lời giao ước của mình, cậu cô có Phật gì làm Phật gì? Thưa Hội Thánh và hai họ, nhẫn là chiếc vào bằng quý kim và liền mối, biểu minh cho tình yêu chung thủy của vợ chồng đối với nhau. Bây giờ chú rể sẽ cầm chiếc nhẫn đưa lên và sẽ nói là cái thước theo sự hướng dẫn của mục sư. Quay lại đây nè. Rồi cô dâu cũng chuẩn bị đưa tay lên. Bây giờ chú rể sẽ nói lời ở lúc này. Chiếc nhẫn này biểu minh cho tình yêu chung thủy. Anh xin cưới em làm vợ. Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Rồi đeo vào móng tay áp út tay trái của cô dâu. Và bây giờ cô dâu sẽ đọc nhẫn này. Cầm lên.
Không. Chiếc nhẫn này biểu minh cho tình yêu chung thủy. Chiếc nhẫn này biểu minh cho tình yêu chung thủy. Em xin nhận anh làm chồng. Em xin nhận anh làm chồng. Nhờ danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Rồi em nhận vào đó áp út tay trái của quay lại. Nhân vì cậu Nguyễn Âm Điển và cô Đỗ Thị Lệ An đã long trọng tuyên hứa giao ước tình yêu vợ chồng và công khai xác nhận điều này trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Hội Thánh cùng hai họ. Nên tôi cậy quyền của Hội Thánh Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi mà tuyên bố rằng cậu Nguyễn Âm Điển và cô Đỗ Thị Lệ An đã nên nghĩa vợ chồng. Nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Vậy loài người không nên phán rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệu. Mặc dù không sao. Bây giờ chú rể sẽ dỡ lúc cho cô dâu, rồi sau đó cả hai sẽ quỳ gối trước đây sân bay. Kính mời Hội Thánh và hai họ đứng lên. Xin được kính mời mục sư Nguyễn Văn Ngọc cầu nguyện đặc biệt Chúa ban ơn cho gia đình mới của Nguyễn Văn Ngọc. Kính lời Đức Chúa Trời ban ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Ban ngôi Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật và loài người của chúng con. Và Đức Chúa Trời cũng đã thiết lập hôn nhân đầu tiên cho Adam và Eva ở trong vườn phước lành. Ngài ban phước cho hôn nhân để di truyền dòng giống của loài người ở trên đất này. Nhưng loài người đã phạm tội xa cách Đức Chúa Trời. Vì vậy hôn nhân gặp nhiều sự khó khăn, nhiều vấn đề xảy ra, mất hạnh phúc. Do vậy Đức Chúa Trời vẫn yêu thương loài người chúng con. Ngài có một chương trình cứu chuộc và ban cho chúng con những người tin nhận Chúa trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa tiếp tục dạy dỗ cho hôn nhân. Và sáng hôm nay chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ban phước cho hôn lễ của hai cháu Ân Điển và Lệ An đã được diễn ra ở trong ngôi thánh đường này. Lời của Chúa đã được rao ra. Xin Chúa ban phước lại ở trên Ân Điển và Lệ An. Chúa cho hai cháu ghi nhớ sứ điệp hôn nhân mà lời thánh của Chúa đã ban truyền. Chúa cũng ban phước dẫn dắt để hai cháu trung tín với Chúa, trung tín với nhau, thực hiện những hứa nguyện của mình ở trước mặt Chúa, trước mặt Hội Thánh, trước mặt hai họ, để hai cháu có một gia đình hạnh phúc trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết rằng tương lai của chúng con có rất là nhiều điều. Chúng con biết điều gì sẽ đến, nhưng chúng con tin rằng khi chúng con tin cậy Chúa thì tương lai của chúng con nằm ở trong tay của Chúa. Xin Chúa ban phước để cho hôn nhân của hai cháu tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp, làm vinh hiển danh của Chúa. Từ gia đình của hai cháu thể hiện tình yêu thương, hiệp một, trung tín để bày tỏ tin lành của Chúa giữa những người thân trong gia đình, giữa những người chung quanh, giữa những bạn bè chưa biết Chúa. Để rồi hết thảy nhận biết rằng tình yêu ở trong Chúa là tình yêu tròn vẹn, là tình yêu mà Đức Chúa Trời ban phước. Để họ nhận biết Chúa, con cảm ơn Ngài. Rồi gia đình mới này sẽ có con cái. Xin Ngài ban ơn cho hai cháu được sự khôn ngoan để nuôi dạy con cái theo đường lối của Chúa.
trở thành một dòng dõi thánh. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước lành ở trên hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa quan tâm đến gia đình mỗi ngày, chăm sóc về phương diện thuộc linh, để rồi gia đình cứ được tiếp tục đi ở trong đường lối của Chúa. Xin Chúa ban phước lành trên gia đình của hai bên, quan tâm đến gia đình mới này, để giúp đỡ cho gia đình mới trong những bước chập chững bước vào đời. Chúa ban ơn giúp đỡ tất cả mọi sự cảm thông lẫn nhau, để rồi tạo dựng gia đình cho hai cháu của chúng con. Xin Chúa tiếp trợ lại cho hai cháu ban đầy đủ nhu cầu vật chất lẫn nhu cầu tâm linh, để được thỏa lòng khi chúng con kính tề ở nơi Chúa. Lời của Chúa dạy cho hôn nhân hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Đây là một điều căn bản ở trong hôn nhân. Xin Chúa ban ơn để hai cháu luôn luôn giữ lòng kính sợ Chúa, theo lời Chúa của Chúa, theo sự chỉ dẫn của Chúa. Và Ngài cũng ban phước cho hai cháu yêu thương nhau, vâng phục nhau trong mọi sự, để có được một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn tiếp tục ban phước trên gia đình mới của hai cháu, ân điển và lời lẽ. Con giơ hai cháu trong tay Chúa và cầu nguyện dưới danh Chúa Jesus Christ. Rồi, hai bạn cúi đầu trà. Tôi xin giới thiệu, đây là gia đình mới, anh chị Nguyễn Anh Điển. Xin hội thánh và quý hai họ tiếp tục giúp đỡ và cầu nguyện cho gia đình mới này, để họ được hạnh phúc trong Chúa, và chắc chắn hạnh phúc của họ cũng là niềm vui của chúng ta. Xin chúc mừng anh Điển và Lợi An, xin chúc mừng ông bà Nguyễn Văn Hiếu Nghĩa và ông Nguyễn Bích Lan. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị. Bây giờ quý ông sẽ có thể ngồi lại những ghế của mình. Yeah.
Cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng ban phước trên hai em, không những dừng ở đây, đặc biệt là những ngày tới bước đường của hai em phía trước. Cầu xin Thánh Linh Chúa ở cùng ban ơn dạy dỗ dìu dắt hai em cho tới giây phút cuối cùng. Tôi xin em. Giờ này ban thánh linh hội thánh Chúa tại đây có một món quà gửi đến hai em, xin mời ban thánh linh. Ban thánh linh hội thánh Chúa cũng có món quà gửi đến hai em, xin mời ban thánh linh. Như này gia đình sẽ có lời cảm tạ. Dạ, xin mời Hội Thánh Minh cũng có quà tặng những gia đình. Xin có lời chào đến quý vị mục sư, chào Hội Thánh, chào hai họ. Tôi thay cho mục sư quản nhiệm ban chấp sự tại Hội Thánh Tân Minh có lời chúc mừng cho hôn lễ của ân điển và lễ an. Nguyện xin Chúa ban phước trên gia đình mới của hai bạn. Chính là Chúa khích lệ để rồi mỗi ngày chúng ta sống đẹp lòng Chúa, làm trọn vẹn đi theo ý muốn của Ngài, để chính hôn nhân của chúng ta làm sáng lên Chúa, để mọi người nhận biết và tin nhận Ngài. Giờ này thì Hội Thánh cũng có món quà gửi tặng cho đôi bạn, cũng như ban trung chân niên và ban phụ nữ cũng có quà gửi đến. Hội Thánh và hai họ, tôi xin thay cho mục sư Phan Tài, ủy viên ban đại diện đặc trách truyền giáo, cũng như quý mục sư trong ban điều hành truyền giáo tỉnh Bình Thuận đến đây để cùng dự lễ thành hôn và có lời chúc mừng. Ân điển và lễ an như đã được giới thiệu thì là thành viên
của ban truyền giáo tỉnh. Anh Điển được gọi là ca sĩ, còn Lễ An là diễn viên. Mùa Giáng sinh vừa rồi, Lễ An trong diễn viên và chủ quán khá thành công. Năm nay thì có An Điển nữa, chắc là đủ bài diễn. Nếu mà có diễn nữa thì diễn qua vai, quý vị biết vai gì không? Dạ, rồi chết Marie thì đó có lẽ hợp lý mà. Đó cho vui, khích lệ, xin Chúa ban phước cho An Điển và Lễ An để tiếp tục hầu việc Chúa. Mình có gia đình rồi, tiếp tục hầu việc Chúa để niềm vui được nhân lên, thì có những cái điều khích lệ cho hội thánh. Cho nên một lần nữa tôi xin thay cho ban trị giáo tỉnh chúc mừng con quà đã đến cho gia đình mới của Lý An Điển. Như là ban thiếu niên của hội thánh Tân Minh cũng có quà, cho nên là gửi luôn. Lời đầu tiên em xin chào quý mục sư cùng toàn thể mọi người. Em thay mặt cho những người mẫn thân mình có gửi đi một món quà chúc anh chị cho năm hạnh phúc, là đi đến gặp đời trong người của Chúa xin hết. Như này là diện của gia đình sẽ có đôi lời cảm tạ. Thân trọng kính chào mục sư phó tổng của quỹ Nguyễn Văn Ngọc của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Kính chào mục sư Võ Thành Phê, cũng là quản nghiệp của Hội Thánh Phú Hồng 1. Kính chào mục sư Thịnh An, là quản nghiệp của Hội Thánh Tân Minh. Cảm ơn quý kính chào quý đại tế Chúa, quý hai họ cùng hết thảy con cái của Chúa. Nhân lời tạ ơn Chúa vì suốt trong quá trình hai cháu An Điển và Lễ An đã tìm hiểu nhau và đến hôm nay ngày 2 tháng 6 năm 2018 thì hôn lễ của hai cháu được tổ chức tại thánh đường Phú Âm 1 này. Tôi nhân lời tạ ơn Chúa. Tôi xin thay cho hai họ. Trước hết xin cảm ơn mục sư Võ Thành Phê, quản nhiệm hội thánh đã có lời Chúa để khích lệ hai cháu. Cảm ơn mục sư quản nhiệm cùng ban chấp sự hội thánh Phú Âm 1 cũng đã tạo mọi cái điều kiện và cũng giúp đỡ cho gia đình hai bên chúng tôi được tổ chức lễ thành hôn ở trong ngôi thánh đường này rất là khang trang. Cảm ơn mục sư Lương Thuận An là một vị mục sư mà cũng đã có cái nghi thức lễ hôn phối cho hai cháu trong cái chương trình lễ thành hôn buổi sáng hôm nay. Cảm ơn ban hát lễ của hội thánh cũng có bài ca để lời khen Chúa cũng như là chúc cho đôi bạn An Điển và A Lan. Cảm ơn hội thánh cũng có đại diện về hội thánh cũng đã có tham dự cái chương trình lễ buổi sáng hôm nay và cũng có quà gửi đến để tặng hai cháu trong ngày lễ thành hôn. Cảm ơn hội thánh Tân Minh là hội thánh mà của cháu Lệ An cũng đã có quà, và các ban giới ngành giới trong hội thánh Tân Minh cũng có quà cho hai cháu. Cảm ơn hội thánh ban chấp sự hội thánh Phúc Tâm cũng có vị đại diện có quà, cũng như giới thanh niên và thanh niên cũng có quà gửi cho hai cháu. Và cảm ơn ban âm nhạc, cảm ơn ban âm thanh ánh sáng, nói chung là cảm ơn tất cả mọi người, mặc dù không biết là con có còn quên cái gì không, nhưng mà cảm ơn Chúa chương trình lễ cũng được diễn ra rất là tốt đẹp. Nguyện xin Chúa ban phước trên quý vị muốn thật hết lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn vinh, bước Cha được đến, ý Cha được đến ở đất trên trời. Xin cho chúng con hôm nay và đủ ngày, xin tha tội cho chúng con vì chúng con đã kẻ họ tội lỗi của chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ mà cuối chúng con ra khỏi đời này, vì những quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tôn lên chân thần nguồn thơm vô luôn, dưới chân chúng con cùng hát thơm trời, trời cao cũng chung ca ngợi.
chư phương. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Ba Thần yêu thương Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ và quyền năng của Đức Thánh Linh ở trên hết thảy tôi con của Chúa, nhất là trên gia đình mới của ân điển, để gia đình của hai cháu góp phần với hội thánh chung trong việc gây dựng và ban hội thánh của Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen. Xin chúng tôi thánh cứ đứng, xin chúng tôi cũng ký hội thánh để hướng dẫn hai họ ra con đường. Thế nào gặp lúc khốn khó hay bao cảnh đời, gặp lúc bối rối em nghe tiếng gọi là lúc anh gần bên. Chỉ dâng cho Cha tương lai chúng mình, Ngài sẽ nắm giữ ta luôn tháng ngày và cứ vững bước đi trong lối Ngài. Đời sống sẽ luôn an trọn vẹn yêu thương và luôn sẽ chia. Giờ đây con xin dâng Cha dấu yêu
chúng con khát khao suốt cả cuộc đời hầu việc cha mãi dâng giao tình yêu mãi mãi một tình yêu tình tương lai thế nào gặp lúc khôn khó hay bao cánh đời gặp lúc bối rối em nghe tiếng gọi là lúc anh gần bên chuyển dâng cho cha tương lai chúng mình ngài sẽ nắm giữ ta luôn tháng ngày và cứ vững bước đi trong lối ngài sẽ luôn an lành. Phong tục của dân tộc chúng ta sẽ về nhà trai. Cái thứ nhất tức là chúng ta sẽ giới thiệu cho họ nhà gái biết để chúng ta cùng biết với nhau. Tại vì người ta nói rằng làm xuôi một nhà thì biết ra cả họ. Cho nên rằng đây là cái thời giờ mà chúng ta cùng được biết nhau trong cái thời giờ giới thiệu lần này. Tôi sẽ thay cho gia đình của anh tôi sẽ giới thiệu bà không đứng được cho nên là bà nội cũng có quà để cho cháu ăn nghỉ trong cũng như lời an trong mấy ngày này. Cảm ơn bà nội. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về phía bên nội của cháu ăn nghỉ trước. Gia đình của bác cả của cháu ăn nghỉ cũng có quà cho hai cháu trong ngày. Và cảm ơn bác cả gia đình của bác Hà. Bác Hà thầy tôi đấy. À, các bạn thì chúng ta chuẩn bị đến xin của mình, chuẩn bị đến cô ba. Với trái tim nồng nàn lời yêu thương về đây ta hát hát khúc ca dịu dàng để tình yêu ta thuộc về nhau. Môi cười hạnh phúc đắm say tình yêu ta hát. Gia đình cô ba là gia đình của chú Thiên Nam, cả anh bông chó. À, có nào xin lỗi quên. Tại vì tôi cứ kể chút nào nhất là quen. Nghĩa là sao người ta ơi đi. Tình yêu Chúa ban tặng rằng người đêm hạnh phúc bước đi trên con đường. Rồi, gia đình của cô Úc. Cô Dì Úc. Là cô Dì Úc của với tiếng ca rộn ràng ngàn chim vui hoa ca với trái tim nồng nàn lời yêu thương về đây ta hát hát khúc ca dịu dàng. Còn bên nội của cháu anh Điển có anh con của bác Hà bên nhau lòng nghe ngây ngô trái tim ta thuộc về nhau mãi mãi tình yêu Chúa ban tặng làm tươi mới tâm hồn phút giây yêu thương này sẽ không bao giờ nhạt phai tình yêu Chúa ban tặng rằng người niềm hạnh phúc bước đi trên con đường ta thuộc về nhau. Anh chị là Mẫn một cái là con của công an và anh chị của cháu vậy. Còn ai phía bên nội ở ngoài nó táo bò cứ vô đây để mình tiếp tục cho nha, chứ là không có từ chối nặng đâu. À, có những bút thông của ông bà nội Tám cũng có quà cho hai cháu. À, hai người chú rể cũng có quà này, à, tiếp tục. Lời yêu thương anh chú rể cầu với anh kế của chú rể là ông Thái Việt. Anh chú rể cầu với anh kế của nghe. Môi cười
còn nó còn cái bên Ấn Độ còn ai nữa thì mình tiếp tục hỏi đến bên ngoại. Rồi thôi thằng bắt tay bắt tay qua bắt cóc rồi mà. À, giới thiệu gia đình của ông ngoại của xã An Điển. Đây là ông ngoại của xã An Điển. Giờ người đêm hạnh phúc bước đi trên con đường đời. Giờ người đêm hạnh phúc bước đi trên con đường ta thuộc về nhau. Người hạnh phúc đắm say tình yêu ta hát. Kính thưa ông, không được. Tôi là ông ngoại của cháu. Hôm nay là ngày trăm năm. Dạ ông hòa tám của chú rể nữa, bác cũng đại luôn giao hòa tám cho luôn cho ông hòa tám cho chú rể. Đây là hai món quà của ông hòa tám là con tàu của cháu nữa thì trả lại như vậy, tôi cũng là chị đẻ. Rồi, cảm ơn ông ngoại, chụp hình chưa? Chụp hình chưa? Chụp hình chưa? Chụp hình chưa? Quá, ở Quảng Nam kia, nó tới đây cho nên là vợ đại diện. À gì? Tôi vợ chồng của cậu ba, nó làm biết ai tài cho vợ chồng cậu ba đây. Và ông ngoại đại diện rồi, cảm ơn trong gì. Và vợ chồng của gì bố? Nhiều khi khó khăn trong ta từng ngày, ta cần có nhau, giữ vững niềm tin cho nhau. Cũng khác là vì ở xa cho nên là có gì thì không chứ không có. Và em đã đến, tựa như nắng mai cho tôi hy vọng. Và có gì tiếng nữa, gì tiếng cũng cho. Gì tiếng không đi được, cho nên là gửi quà cho hai cháu. Lời nguyện tha thiết trong đêm gió mưa, em đã đưa chân lên trời. Thầy chú, thầy chú, thầy chú. Vợ chồng có gì cháu? À, chắc có, chứ là có gì không, có gì nhờ. Để đời ta luôn luôn như là cây ở bên dòng nước. Hai vợ chồng cậu tám ai là gì đây? Là gì hai là gì cho vợ chồng cậu tám? Cứ tình chất tội là nghe trong tôi lời mời gọi của chú. Vợ chồng gì chính hả? Gì chính đó luôn à? Rồi cảm ơn vợ chồng của chị Mười. Ông chị Mười một, chị Mười hai không biết. Ta vợ chồng thì nhỏ nữa rồi, thì nhỏ lên rồi, còn cái nhỏ thì cút nữa. Và có chồng của thì nhỏ. Vợ chồng cậu. Vợ chồng cậu Liên ở đâu à? Trong cuộc sống. Và vợ chồng cậu Vân, chúng tôi ăn phải đứng ăn cho họ biết được chứ. Ở ngoài. Có quà cho cháu thì nên vô. Giữ vững niềm tin chưa nhớ. Con của ông là bố. Và em đã đến. Cái gì vậy? Cậu con phải không? Rồi. Con vợ cậu Linh. Rồi, đây là vợ của cậu Linh. Ngập tràn trong tôi. Rồi, xin hiểu. Lời nguyện tha thiết trong đêm gió mưa. Em đã đưa chân tâm trở về bên Giê-xu, lòng nhẹ nhàng hơn. Nhờ cây nơi Chúa em nhìn để được. Chị nhìn thấy không? Thôi, chị quá chú rể nè. Em, hả? Tức là cái gì trong đời chị ba, chị ba, chị ba. Em của chú rể, tức là
gì? Của Chúa Giêsu, hãy về bên ta, về đây bên ta. Đây là anh lục của chúa lễ. Thôi thì hiền đâu? Thôi thì hiền làm gì thưa? Câu của gì hai? Câu của gì hai? Thì tôi thứ ba. Lời nguyện tha thiết trong đêm gió mưa, em đã đưa chân tôi trở về bên Giêsu, lòng nhẹ nhàng hơn. Nhờ cây nơi Chúa em nhé, để đời ta luôn luôn. Ba là câu có gì sao hả? Là cũng có quà gì được thế. Anh Phúc, anh Phúc ai ba đại không cầu gì bắt luôn ha. Rồi gì tâm vô trong, ai ở ngoài nếu mà có quà cứ bước lần vô đây nói tôi sẽ giới thiệu cho. Vợ chồng của bố nuôi của cháu Hà Điểm đâu đó, bố nuôi thân thích đây là nói chung là cũng thuộc về dạng bố nuôi rồi. Thế nên là cũng đến đây vui với gia đình cũng có quà cho hai em. Chắc hết trà phạm thì đến bắt đầu vào cuối cuối này thấy nhiều thì Úc An bắt đầu cũng thay cho con cá không có đi được. Thầy chúc thầy con sống vui vẻ về tại Chúa để bước đi với chị thiên của ngài. Có lẽ cái chương trình giới thiệu ở đây thì cũng đã hết rồi. Còn có lẽ là bên gia đình nhà gái sẽ có đại diện một người nào đó để nói về cái hai cái quả này để cho nhà thờ bên ta chúng ta biết. Bốn bề xin phép đại diện cho hàng nhà gái chúng tôi. Trước khi hàng nhà gái chúng tôi chưa vô hàng vợ chồng thì nó cũng nói chung là chưa tập chưa có ông bà chưa bài thì nay có trước mình nghĩ là cũng có mang sính lễ trước khi cháu về dâu thì nói chung là quả trái cây và một quả bánh và thay cho hàng nhà trai tôi thay cho gia đình của anh tôi sẽ nhận cái món quà này. Đây là người ta họ gọi là cái quả, hai cái quả này là cái quả cải châu đúng không? Bây giờ mẹ có cái điều gì nhắn nhủ với con dâu thì mẹ cũng nói hay là nói à con gái quay xin lỗi con gái để con gái khi mà về nhà chồng á phải như thế nào thế này rồi lại có nhắn nhủ gì không hay là đã nói hết rồi. Thì bây giờ thì con đã về làm dâu nhà người ta rồi thì mẹ có một điều nhắc con là dù ba mẹ chồng không sinh ra con nhưng mà bây giờ cái trách nhiệm mà ông bà lo cha mẹ chồng lo cho con là điều quan trọng hơn hết. Cho nên con phải biết vâng lời cha mẹ chồng, phải biết yêu thương chồng cũng như các em trong nhà để cho gia đình hạnh phúc mà mẹ cũng là được hãnh diện về cái đời sống mà khi con được về làm dâu nhà người ta thế. Có lẽ là cũng cảm động quá cho nên là muốn nói nhiều lắm nhưng mà không nói thì nói được rồi. Rất là cảm ơn mẹ của cô dâu. Có lẽ là đến bây giờ thì cái chương trình của chúng ta cũng sắp đến giờ chúng ta sẽ nhập tiệc buổi trưa hôm nay rồi. Đặc biệt cái giờ của
mời công thiệp là 11 nha. Cho nên là có lẽ là đến đây cái chương trình cũng đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau đi ra nghỉ có thể nghỉ vài phút, và sau đó chúng ta sẽ dời lên trên nhà hàng ở cách đây khoảng chừng mấy trăm mét thôi. Xin kính chào quý vị một buổi trưa thật là ngon miệng và sức khỏe. Đàn chim trắng vô cánh lướt gió, kết an mây thành vương tơ, sang sông vui cưới đôi chim hồng. Một đàn chim xanh vui tươi bay màu, gấm hoa đang áo cô dâu, đem cho chim hồng yêu dấu. Chập chờn trong nắng có những cánh bướm, đem hương hoa từ muôn phương, chung vui hôn lễ đôi chim hồng. Mật ngọt mang trên đôi vai bâng khuâng, ông bay qua xứ mênh mông, bay qua mừng cưới chim hồng. Mừng duyên đôi lứa kết ước tình yêu trong Chúa, mừng duyên đôi lứa sông êm đêm bên Chúa. Mừng duyên đôi lứa trăm năm hạnh phúc say sưa, mừng duyên đôi lứa bữa nay trọn ước mơ. Giờ đây cung kính dưới ánh sáng Chúa, xin ban cho tình đôi lứa yêu nhau tha thiết không phai mờ. Trọn đời bên nhau vui như hôm nay, sống song đôi cánh chim bay, vui trong hạnh phúc lâu dài. Ngát gió mới đón bông chim hồng chung đôi, hân hoan tung cánh bay ngang trời. Vùng trời bao lá đôi chim vui ca, đôi chim theo gió bay xa, bay sang khu rừng xanh lá. Cùng nhau say mái ấm dưới bông chúa, không lo khi trời mưa gió hay khi trên lối sương răng mờ. Vì Ngài luôn yêu thương trang nuôi chim, quanh năm băng nước trong xanh, ban bao mầm sống thơm lành. Thời gian trôi mãi lao úa tàn theo năm tháng, tình đôi chim bé mến thương càng say đắm. Và đôi chim ấy không có gì quá cao xa, một đời êm ấm với ân lành Chúa ban. Để cùng nương nhau bay trong không gian, bay qua khung trời tươi sáng, ru nhau bao khúc ca mơ màng. Nhọc nhằn buồn vui luôn yêu thương nhau, thôi đưa năm tháng qua mau, yêu như tình thuở ban đầu. Nhọc nhằn buồn vui luôn yêu thương nhau, thôi đưa năm tháng qua mau, yêu như tình thuở ban đầu. Tháng năm dài miệt mài sương gió, duyên thắm đến tận ước mơ, mới hay ngày cưới lúc em không ngờ. Ngày vui đôi ta bên nhau, hạnh phúc trong ơn cao sâu, bao nhung nhớ tháng năm mong chờ.
nhờ cha sẽ duyên kết ta một lời tình yêu trao đơn sơ, yêu nhau mãi mãi không mờ. Ngày vui sẽ duyên đôi lứa sống trọn đời nguyện trong ơn Chúa, dầu cho gian nan nguy khó lắm có thương đau vẫn không thay rời. Lời ca nhạc vui lứa đôi chúc cho tình duyên luôn thắm tươi, tình yêu thương trong Thiên Chúa dệt bao con tim trong trời. Quan khách gần xa về đây tham dự tiệc cưới lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Anh Điển và Lệ An. Lời tiên, MC Hồng Phạm xin thay mặt những người làm chương trình xin gửi đến tất cả quý vị quan khách lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và kính thưa tất cả quý vị quan khách, khi hoa mai hoa mận nở trắng tinh cũng là lúc hoa hạnh phúc lứa đôi đùa nhau hé nở, thì trong mỗi chúng ta cùng chào đón một niềm vui mới lạ, một niềm hạnh phúc ngập tràn, đó là mừng cho hạnh phúc lứa đôi, cầu cho đôi bạn trọn đời thủy chung, chim tung cánh long tinh mừng hạnh phúc, hoa hé cười góng nắng bình minh, để rồi bao năm yêu nhau, bao năm son sắt đời chờ, tháng năm mong đợi bây giờ là đây, một năm chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ, và giờ đẹp nhất chính là giờ hôm nay để đôi bạn trẻ Anh Điển và Lệ An sẽ cùng tay trong tay bước đến bến bờ hạnh phúc. Giờ đây xin mời tất cả quý vị quan khách, chúng ta hãy hướng mắt về cổng hoa và dành một tràng vỗ tay thật lớn cho đôi Tân Lang và Tân Gia Nhân. Giờ đây xin mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy cúi đầu chào tất cả quý vị quan khách ạ.
Một lần nữa thì chúng ta hãy cho chú rể anh chị một tràng vỗ tay thật lớn như không ạ. Kính thưa tất cả quý vị quan khách, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mạng như nước trong nguồn chảy ra. Để có ngày vui của đôi bạn trẻ Anh Biển và Lệ An ngày hôm nay, đó là nhờ vào công dưỡng dục sinh thành từ Thái Sơn của các bậc làm cha, làm mẹ. Qua giờ đây xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu ông Nguyễn Văn Hiếu Nghĩa và bà Đỗ Thị Kim Thu, là thắp hồ và thắp mẫu của chú rể Anh Biển. Về phía đại diện hòa nhà gái xin được trân trọng kính mời bác Bảy và bà Ung Thị Bích Lan, là thắp hồ của cô dâu Lệ An sẽ cùng bước lên sân khấu. Trên sân khấu lúc này là đại gia đình hạnh phúc, có đại diện của họ nhà trai, họ nhà gái và đôi yên ương lộc lẫy, đẹp nhất tiệc vui ngày hôm nay. Xin mời đại gia đình của chúng ta hãy chào đón tất cả vị quan khách. Và kính thưa tất cả quý vị, sự có mặt đông đủ và tham gia nhiệt tình của tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay là niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn cho gia đình của chúng tôi. Giờ đây xin được trân trọng kính mời bác Tư của chú rể Anh Điện sẽ có đôi lời phát biểu đến tất cả quý vị. Xin mời bác. Lần đầu tiên tôi xin trân trọng kính chào quý mục sư trường đạo, quý ban chấp sự hội thánh, kính thưa quý vị quan khách. Rất là vui vì những cánh thiệt phòng của gia đình anh chúng tôi đã được bay đi khắp nơi, và quý vị đã nhận được những cánh thị phòng và đến tham dự buổi tiệc cưới buổi trưa hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là một cái điều rất là vui cho gia đình chúng tôi, cũng là một cái niềm khích lệ cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất là cảm ơn, mặc dù trong thời tiết có những lúc mưa gió như thế này, nhưng mà quý vị cũng đã đến đây bỏ chút ít thời gian để tham dự cùng tiệc cưới của chúng tôi. Chúng tôi thân thật cảm ơn tất cả quý vị đang hiện diện ở trong hôm trường buổi sáng trưa hôm nay. Một lần nữa, tôi xin thay cho gia đình cảm ơn tất cả quý bà con, thân bằng, quý thuộc, quý bạn bè, xa gần đã nhận lời mời của gia đình chúng tôi tham dự với chúng tôi buổi trưa hôm nay. Kính chúc quý vị một sức khỏe dồi dào và một bữa ăn thật ngon miệng. Trước khi chúng ta dùng bữa, tôi xin trân trọng kính mời mục sư Đặng Công Ngọc. Kính mời mục sư Đặng Công Ngọc sẽ lên cầu nguyện cho thức ăn của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn trên hôn lễ của hai cháu Anh Điển và Lệ An. Cảm ơn yêu thương của Chúa, Ngài đã cho hôn lễ được cử hành một cách tốt đẹp. Và giờ này, trong niềm vui của hai họ, có thể trải cho chúng con và những thực khách một bữa ăn. Cầu xin Chúa chúc phước ở trên thức ăn chúng con sẽ cùng dự, để rồi mỗi người của chúng con sẽ thấy được những ơn mà Đức Chúa Trời đã dành cho, đặc biệt trên gia đình mới của cháu Anh Điển và Lệ An. Con cảm ơn Chúa. Với lòng biết ơn Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì thức ăn Ngài ban cho. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn ba mẹ đã sinh ra chúng con và nuôi dạy các con khôn lớn thành người. Những bó hoa tươi thắm này xin được dâng lên các bậc làm cha làm mẹ. Các con xin chúc ba mẹ luôn thật nhiều sức khỏe, và hai bên gia đình sẽ cùng phối hợp xây dựng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Anh Điển và Lệ An. Và giờ đây xin được cảm ơn đại diện của hai bên gia đình. Xin mời bố mẹ của cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến xuống phía dưới tiếp đại quý vị quan khách, nhường sân khấu cho cô dâu và chú rể đến với nghi thức các bánh cưới trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa tất cả quý vị quan khách, chú rể Anh Điển và cô dâu Lệ An đang tay trong tay các chiếc bánh cưới hình tròn tượng trưng cho nữ thần mặt trăng Sony màn đêm mưa tối mang đến mặt ngọt cho đời. Bánh này xin được cất ra
tình chàng ý điếc, tình sâu đậm đà. Rộn ràng hòa cùng với nắng vàng, tình yêu chưa chan trong ngày mới. Tay trong tay ta dắt nhau đi đến thánh đường này, nguyện cầu Chúa thánh thầy dìu dắt bước đi con từ đây. Đôi mắt ấy khẽ nhìn khiến anh đắm đuối, không thể nói lên thành lời. Trái tim anh càng muốn nói lời yêu thương dành cho em mãi thôi. Dù bão tố dòng đời phong ba nắng mưa, ta hãy vững tin cậy nơi Chúa sẽ yêu thương. Một đêm xa xôi trong ngày mơ. Khi yêu nhau hãy sống cho nhau đến lúc bạc đầu. Tình yêu đậm sâu cuộc đời có nhau mãi bền lâu. Niềm hạnh phúc ấm áp dâng ngập lòng,
đôi tim hân hoan say đắm hát câu. Cho em đứng nghe nhìn em và nói
Dù có cách xa em bao ngày qua, dù khoảng cách giờ đây đôi khi anh buồn, mình cầu mong gặp em cùng đôi bàn tay. Nguyện cầu Chúa dẫn đưa bước đường, cho em luôn bình an dẫu trong buồn đau, và anh luôn chờ mong gặp em. Được cùng em đi dưới bầu trời màu xanh ngát, và cùng nhau cất tiếng ca khen ngợi Cha. Dưới ánh nắng mang yêu thương trao cho em, lắng nghe làn gió khẽ vuốt tóc em. Cầu xin Chúa hãy giữ trọn đời mình trong sáng, và cùng nhau đi đến nơi bên bờ xa. Sẽ mãi mãi bông hoa kia trao cho em, trời màu xanh ngát, và cùng nhau cất tiếng ca khen ngợi Cha. Dưới ánh nắng mang yêu thương trao cho em, lắng nghe làn gió khẽ vuốt tóc em. Em đi dưới bầu trời màu xanh ngát, và cùng nhau cất tiếng ca khen ngợi Cha. Dưới ánh nắng mang yêu thương trao cho em, lắng nghe làn gió khẽ vuốt tóc em. Cầu xin Chúa hãy giữ trọn đời mình trong sáng, và cùng nhau đi đến nơi bên bờ sáng. Sẽ mãi mãi bông hoa kia trao cho em, lung linh nhìn em và nói yêu xanh duyên. Và trong hôm
hôm ấy Ngài đã chính thức ban hôn nhân cho cả đời người, được vui sống bên nhau luôn trở thành một mà thôi. Người nam từ đây phải lìa chính hai cha thân yêu khi xưa của mình, để vươn vấn bên em và kể chuyện tình sắc son.
lời ta hát, lời cảm ơn từ sâu thẳm của trái tim. Tình yêu thương ta chia nhau giây phút này và giữ cho nhau về sau. Gọi yêu dấu về thắp lên ngàn mơ ước dệt khúc ca. Trái tim tình yêu cha ban cho, ôi sao tuyệt vời, hạnh phúc mãi trong nhà cha. Tình yêu cha ban cho, ôi sao tuyệt vời, hạnh phúc mãi trong nhà cha.